Xin chào mọi người, tôi là Doug DeVos. Hãy dành cho nhau một ít thời gian tại đây để nói về những giá trị và nguyên tắc của Amway. Amway được xây dựng dựa trên sự hình thành vững chắc của những giá trị và nguyên tắc. Công ty chúng ta phát triển trở thành một công ty hàng đầu thế giới bởi vì tất cả mọi người trên khắp cộng đồng toàn cầu của chúng ta đều cùng chia sẻ những lý tưởng này. Chúng ta đang nói về những giá trị và nguyên tắc đang gìn giữ chúng ta là ai và củng cố mục đích của chúng ta. Chúng ta thật sự là linh hồn của kinh doanh này. Chúng vẫn quan trọng đến tận ngày hôm nay cũng như chúng đã từng quan trọng với Rick và Trey hơn 60 năm trước. Nó không chỉ là những từ ngữ quan trọng trên giấy. Đó là tập hợp của những hành động của tất cả chúng ta. Làm việc cùng nhau với sự đồng nhất những giá trị và nguyên tắc đó để giúp cho mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn. Steve và tôi khuyến khích bạn hãy nhận trách nhiệm giữ cho những giá trị của Rick và Trey sống mãi. Những người cha của chúng tôi để lại cho chúng tôi những giá trị này. Và bây giờ bạn, nhà lãnh đạo của Amway, mang trách nhiệm thấm nhuận những giá trị và nguyên tắc này thông qua hành động của bạn đối với toàn đội. Chúng tôi tin tưởng bạn sẽ giữ những giá trị này sống mãi và làm tất cả để tiếp tục làm nổi bật những giá trị mà những người cha của chúng tôi đã truyền lại cho chúng tôi. Bởi vì nếu bạn làm, tôi tin chắc chúng sẽ phục vụ tốt cho bạn cũng như chúng đã phục vụ tốt tất cả những lãnh đạo thành công trước bạn. Chúng tôi tin tưởng bạn, chúng tôi tin bạn sẽ làm những điều đúng đắn ngay bây giờ và 50 năm tiếp theo. Chúng tôi cảm ơn vì tất cả những gì bạn làm. Hãy giữ gìn nhé. Hẹn sớm gặp lại các bạn.